triệu quân sự chưa thoát khỏi núi Hải Phân bằng tàu hỏa. Tàu qua đèo Hải Phân chạy chậm, dừng ở ga, nhưng theo tài liệu thu thập của cơ quan điều tra thì chưa có cơ sở cho thấy sự đã nhảy tàu thoát khỏi rừng Hải Phân. Nhiều giả thiết đặt ra có thể triệu quân sự đã thoát khỏi núi Hải Phân bằng đường tàu hỏa, nhưng với thông tin tư liệu cơ quan điều tra thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận đối tượng thoát bằng đường này. Trước giả thiết đặt ra, có thể tên tội phạm nguy hiểm triệu quân sự nhảy tàu hỏa thoát khỏi rừng Hải Vân. Ngày 9 tháng 6, lãnh đạo Phòng điều hành vận tải đường sắt Đà Nẵng, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, tàu khách tàu hàng từ hướng Bắc Nam khi lên đỉnh đèo Hải Vân phải dừng lại một phút để thử hãm nhằm đảm bảo an toàn trước khi đổ đèo. Còn hướng Nam Bắc qua đèo Hải Vân, có một số đoạn tàu phải chạy chậm do ngành đường sắt đang nâng cấp đường ray. Khi tàu dừng trên đèo, có thể xảy ra chuyện nhảy tàu đi chui. Hiện có một số đoàn tàu khách như SE3, SE4 dừng để cán bộ công nhân viên đi đường sắt làm nhiệm vụ trên khu vực đèo. Tuy nhiên, nếu có xảy ra việc đi chui, không phải là vào trong toa tàu mà bu bám bên ngoài tàu để đi một đoạn, vị này nhận định. Ghi nhận của phóng viên, từ đường bộ đèo Hải Vân xuống đường sắt có nhiều con đường mòn. Từ đó đi xuống đường sắt dài khoảng 1 km, Ngoài ra, từ khu vực đèo Hải Vân ra hướng Bắc, tàu sẽ dừng lại ở Huế. Riêng đoạn khu gian Lăng Cô Thừa Lưu đang thi công nên tàu chạy dẫn đường 15 km một giờ. Từ Hải Vân vào phía Nam, tàu SE3, SE4 được phép dừng một phút tại ga trên khu vực đèo là Lăng Cô, Hải Vân Bắc, Hải Vân Nam, Kim Liên để cán bộ công nhân viên trên khu vực đèo xuống tàu làm việc. Sau đó, tàu sẽ chạy thẳng về ga Đà Nẵng. Hàng ngày có rất nhiều chuyến tàu qua khu vực Hải Vân về giả thiết triệu quân sự trốn khỏi khu vực đèo hải vân bằng cách nhảy chui lên tàu hỏa lực lượng điều tra cho biết đó chỉ là khả năng đặt ra còn theo thông tin tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận theo đó, ngày sau khi sự bỏ lại xe máy chạy lên núi phía Tây Luy Dương đèo Hải Vân, lực lượng cảnh sát giao thông, đội nghiệp vụ công an quận Liên Chiểu, công an thành phố Đà Nẵng và lực lượng quân đội đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường đèo, nên đối tượng khó qua đường để xuống khu vực có đường sắt. Cũng sau đó, lực lượng truy bắt đã ra lăng cô, các ga trên đường đèo trích xuất camera chốt chặn đề phòng sự thoát ra Huế báo cáo tại hiện trường với đại tá trần mưu phó giám đốc công an thành phố đà nẵng lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cho hay lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn tất cả các tuyến đường và băng rừng tìm đối tượng này lực lượng công an đã ra lăng cô tỉnh thừa thiên huế để thu thập tài liệu trích xuất camera và lập chốt kiểm soát trên đỉnh đèo hải vân Công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo. Vị lãnh đạo này nói và cho biết thêm, theo tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận sự thoát khỏi Hải Vân bằng đường tàu hỏa. Trong sáng ngày 9 tháng 6, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng truy bắt đã mở rộng diện tìm kiếm ra phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến sáng ngày 9 tháng 6, sau 5 ngày truy lùng, các lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích tên tội phạm giết người triệu quân sự ngoài chiếc xe máy đối tượng bỏ lại trên đèo Hải Phân trong lúc bị truy đuổi. Lực lượng thuộc Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng cũng được tăng cường để tiếp tục triển khai các phương án truy bắt phạm nhân vượt ngục triệu quân sự. Am hiểu địa bàn rừng núi, tên giết người triệu quân sự có thể lẫn trốn lâu ngày tên giết người triệu quân sự giành địa bàn rừng núi, dù không mang theo lương thực nhưng vẫn có thể lẫn trốn lâu ngày trong rừng. Đến sáng nay ngày 9 tháng 6, đã hơn 5 ngày đêm tung lực lượng ráo riết truy lùng, nhưng cơ quan chức năng chưa tìm ra tung tích của triệu quân sự, tên tội phạm nguy hiểm đang trốn trên rừng Hải Phân. Theo nguồn tin riêng của VTC News, khi lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và truy đuổi thì sự không mang theo hành lý. Khi phát hiện vào quá trình truy đuổi, lực lượng cảnh sát giao thông không thấy sự mang theo hành lý gì nên có thể suy luận đối tượng không có lương thực, một cán bộ cảnh sát giao thông nói. Ngay sau khi triệu quân sự trốn lên rừng phía ta Luy Dương đèo Hải Phân, lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Liên Chiểu, công an thành phố Đà Nẵng, quân đội tổ chức vây ráp toàn bộ khu vực phía nam đèo Hải Phân. Chiều ngày 5 tháng 6, khi thị sát, nắm tình hình và nghe báo cáo của lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát truy nã tội phạm tham gia truy bắt triệu quân sự, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhận định, không có lương thực mang theo, nhiều khả năng đối tượng phải ra suối lấy nước và tìm thức ăn nên lực lượng phải kiểm tra chặt chẽ. Với người rành địa bàn rừng núi, dù không mang theo lương thực, nhưng sự vẫn có thể lẫm trốn lâu ngày trong rừng, một trinh sát tham gia truy bắt đối tượng cho biết. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong suốt hơn 5 ngày đêm qua, các chủ quán dọc tuyến đèo Hải Vân không phát hiện người nào khả năng xin đồ ăn, nước uống. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đưa ra nhiều phương án truy bắt, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện dấu vết của triệu quân sự. Từ tối qua ngày 8 tháng 6 và hôm nay, lực lượng trinh sát mở rộng diện tìm kiếm triệu quân sự ra phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng công an phải kiểm soát chặt tất cả các láng trại trên núi vì có thể đối tượng sẽ ra xin thức ăn, Đại tá Trần Mưu nói. Theo báo cáo của trinh sát, trên rừng Hải Vân có nhiều láng trại của người làm rừng, nhưng khảo sát thì chỉ có 4 láng trại có lương thực và tất cả đã được lưu ý nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi thì báo ngay cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các trinh sát nhận định trên rừng Hải Vân có nhiều loại hoa quả như chuối, dứa thơm, đu đủ, nên với người sống ở rừng núi lâu năm thì triệu quân sự sẽ tìm được thức ăn. Trên toàn tuyến rừng Hải Vân có nhiều con suối, nên sự cũng có thể dễ dàng tìm được nguồn nước. Cháy bất thường, nơi triệu quân sự bỏ trốn, biên phòng và công an lập chốt tại khu vực rừng Hải Vân, nơi phạm nhân triệu quân sự vứt xe bỏ trốn, vừa xảy ra hai điểm cháy bất thường. Lực lượng công an, biên phòng lập chốt triển khai tiếp cận đám cháy. Khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 6, hai ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng thông phía nam đèo Hải Vân, nơi phạm nhân triệu quân sự vứt xe bỏ trốn vào rừng. Theo thông tin ban đầu, người dân làm rẫy tại khu phía nam đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ phát hiện hai đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông cách đường đèo Hải Vân khoảng 2 km về hướng biển thuộc làng Phân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm cùng các trinh sát biên phòng và công an đã nhanh chóng có mặt lập chốt triển khai các phương án tiếp cận đám cháy. Không loại trừ phạm nhân triệu quân sự vẫn còn lẫn trốn tại khu vực xảy ra cháy lực lượng biên phòng và công an đã lập chốt không cho người dân tiếp cận nơi có cháy, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Chiều cùng ngày 9 tháng 6, ông Trần Viết Phương, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, đám cháy bùng phát tại gần đường sắt đi qua rừng Hải Vân. Sau một giờ phát hiện đám cháy, lực lượng phản ứng nhanh kết hợp với công an khu vực đã khống chế được đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ khu vực phía nam đèo Hải Vân, nơi phạm nhân triệu quân sự đã lẫn trốn từ ngày 4 tháng 6 cho đến nay. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai nhiều phương án truy bắt phạm nhân. Liên tục gây án Ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân trốn trại, trại giam T-10 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nhâm Văn Tuấn và triệu quân sự. Nhận được công văn đề nghị phối hợp phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C-53 Bộ Công an đã xác lập chuyên án để nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Đồng chí Đặng Xuân Đức, thời điểm đó là Phó trưởng phòng 3 Cục C-53, đơn vị bắt giữ thành công đối tượng triệu quân sự cho biết. Đơn vị đã phải dựng hồ sơ đối tượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tại nhiều tỉnh thành nơi tên này đi qua đặc biệt triệu quân sự có nhiều người quen dọc tuyến đường trốn chạy nhưng hắn không bao giờ đến ở nhờ vì sợ liên lụy chỉ qua chơi một lúc sự có bố mẹ em gái sinh sống tại tỉnh thái nguyên nhưng hắn không quay về nhà đi tới đâu sự lại lang thang trộm cắp điện thoại ipad đêm thì ra gầm cầu nghĩa trang để ngủ tới mỗi địa phương sau khi gây án hắn lập tức rời đi địa phương khác trinh sát truy nã cứ lần theo dấu vết của triệu quân sự, nhiều lần bắt hụt vì cứ nhận được tin tới nơi thì hắn đã vừa rời đi đến nơi mới. Đầu tháng 12 năm 2015, sự đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, gần sân bay Nội Bài. Tối hôm đó, khi chủ cửa hàng vừa ra về, sự cậy cửa lẻn vào. Thời điểm đó... Thiếu tá Bùi Đức Đào, cán bộ thuộc Tổng cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng, phát hiện thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa sâu, nghi ngờ nên anh vào kiểm tra. Thấy thiếu tá Đào, sự bất ngờ lao ra rút dao đâm. Nhát đầu tiên nạn nhân né được, con dao cắm vào vách cửa tôn sau nhà. Sự hung hãn tiếp tục đâm trúng bụng thiếu tá Đào, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sự lục lọi lấy đi 10 chiếc điện thoại loại đắt tiền, hơn 30 thẻ điện thoại mệnh giá cao rồi tẩu thoát. May mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thiếu tá đào được cứu sống. Nhận được tin, ngay trong đêm, tổ công tác phòng 3 cục C-53 nhanh chóng tổ chức truy tìm triệu quân sự nhưng không đạt kết quả. Sau này, sự khai, đêm đó hắn ngủ ngay trong nghĩa trang ngoài cánh đồng cách đó vài km. Tuy nhiên, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2015, Triệu Quân Sự đã bị bắt khi đang say sưa chơi game trong một quán Internet trên đường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng công an đã thu giữ trong người sự một khẩu súng đồ chơi bắn bi, con dao gấp thường gây án và hơn một triệu đồng, cùng rất nhiều SIM điện thoại và chiếc điện thoại di động. Triệu quân sự được bàn giao cho Cục Điều tra Quân sự Bộ Quốc phòng sau khi được đưa về, tiếp tục giam giữ tại trại giam T-10. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2020 vừa qua, triệu quân sự lại tiếp tục trốn trại. Và trên đường trốn trại, tên sát nhân đặc biệt nguy hiểm này lại tiếp tục liên tiếp gây án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sự đã lấy trộm một chiếc xe máy và cướp một chiếc điện thoại trên đường trốn chạy hiện các lực lượng chức năng đang quyết liệt khẩn trương lần theo dấu vết để bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm và xử lý nghiêm minh theo pháp luật